em khui trái dừa ra chưa kịp uống, em cầm cái thằng này nó thò tay vô rồi em uống gì nữa. Ừ, thôi để trái dừa dạy cho ngỗng uống luôn rồi. Thằng TT nó báo thật. Nó thích ăn cái này, nó thích ăn cái dừa, nhưng mà nó nhanh tay quá, nó thò vô nó hư, làm hư nước luôn. Mm-hmm.